Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với series đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu trên kênh Chứng khoán TV của AZFI Việt Nam. Ở kỳ trước, cùng nhau chúng ta đã đi tìm hiểu về khái niệm cổ phiếu lưu hành là gì và những ý nghĩa, những vai trò của nó trong việc phân tích các doanh nghiệp trong việc đầu tư chứng khoán. Vâng, và ở kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khái niệm cổ phiếu tiếp theo trong series của chúng ta. Đó là cổ phiếu niêm yết. Nó là gì và những lý do chúng ta cần quan tâm đến khái niệm này trong việc đầu tư chứng khoán, đặc biệt dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Ok, vậy thì đầu tiên cùng nhau chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về khái niệm cổ phiếu niêm yết là gì. Thực tế, có thể gọi cổ phiếu niêm yết là lượng cổ phiếu của công ty đã được niêm yết trên sàn và lượng cổ phiếu này được cổ đông đăng ký niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán. Nếu nói về mặt khái niệm như vậy thì nó có lẽ là hơi khó hình dung. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi đến một ví dụ cụ thể mà qua đó các bạn sẽ thấy rõ hơn về các khái niệm mà chúng ta đã nói đến trong series này. Vâng, có thể lấy ví dụ về trường hợp của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn với mã cổ phiếu RBSR. Vâng, Bình Sơn thì là công ty được giao vận hành và quản lý nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, là nhà máy lọc hóa dầu đầu tiên ở Việt Nam. Và lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Câu chuyện đây là gì? Công ty này đã phát hành ra hơn 3,1 tỷ cổ phiếu. Nhưng thực sự nó chỉ niêm yết là 244 triệu cổ phiếu thôi. Vâng, các bạn hãy để ý, lượng cổ phiếu phát hành là 3,1 tỷ. Tuy nhiên, nó chỉ niêm yết trên sàn 244 triệu thôi. Tức là gì? Tức là chỉ có 244 triệu cổ phiếu được các cổ đông đăng ký niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán. Và nói cách khác, một cách nôm na là gì? Đó là chỉ có 244 triệu cổ phiếu trên tổng số 3,1 tỷ cổ phiếu là được phép tự do giao dịch mua bán. Vâng, nếu mà lấy ví dụ này thì quý vị và các bạn chắc hẳn đã dễ hình dung hơn rất nhiều về cái khái niệm cổ phiếu niêm yết và thực tế về con số đối với các mã cổ phiếu, các công ty ra sao. Vậy thì với cái câu chuyện vừa rồi chúng ta đã nói đến lọc hóa dầu Bình Sơn. Nó không phải là công ty duy nhất trên sàn mà lượng cổ phiếu niêm yết lại thấp hơn cái lượng cổ phiếu phát hành. Các bạn có thể tìm được khá nhiều công ty ở trên sàn chứng khoán như vậy. Tuy nhiên cái nguyên nhân của cái hiện tượng này là gì thì có lẽ là sẽ không dễ để cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường có thể nắm bắt được. Vâng, vậy thì cùng nhau chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này là gì. Tại sao cổ phiếu niêm yết lại ít hơn rất nhiều so với lượng cổ phiếu phát hành ra? Vâng, vậy thì nguyên nhân các bạn hãy xem ở trên màn hình. Nó nằm ở cái tòa nhà này. Vâng, cái tòa nhà mà các bạn đang thấy trên màn hình nó tượng trưng cho nhà nước. Vâng, nguyên nhân chính ở đây là nhà nước hiện đang nắm giữ một lượng cổ phiếu, ví dụ trong trường hợp của lọc hóa dầu Bình Sơn chẳng hạn, vâng, và không có ý định mua bán trên thị trường. Do vậy mà họ không niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán để tránh tốn cái chi phí lưu ký. Mà cái chi phí lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán tại Việt Nam thì với trường hợp của lọc hóa dầu Bình Sơn chẳng hạn có thể lên đến hàng chục tỷ đồng một năm. Với những công ty bé hơn thì có thể ít hơn. Tuy nhiên cái chi phí này cũng là không hề nhỏ. Do vậy cái lượng cổ phiếu niêm yết nhỏ hơn so với lượng cổ phiếu phát hành để tránh phát sinh những cái chi phí lưu ký không đáng có khi mà nhà nước không muốn thực sự có những giao dịch mua bán về mặt ngắn hạn. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau đi đến phần chính của clip, đó là tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến cổ phiếu niêm yết. Thì rất rõ ràng thôi, giống như cái lý do mà ta vừa nói đến việc tại sao cổ phiếu niêm yết lại ít hơn so với lượng cổ phiếu phát hành. Thì khi chúng ta nắm giữ cái lượng cổ phiếu nào đó lâu dài và không với cái mục đích giao dịch ngắn hạn thì cái việc niêm yết là không cần thiết vì nó sẽ gây mất cái phí lưu ký không đáng có cho chúng ta. Do vậy mà ở trên sàn chứng khoán chúng ta biết đến hai khái niệm, đó là cổ phiếu niêm yết Listed Share và cổ phiếu không được niêm yết Unlisted Share. Chúng ta sẽ không đi sâu hơn để việc phân biệt hai khái niệm này. Tuy nhiên, lý do đầu tiên của việc cần quan tâm đến cổ phiếu niêm yết đó là chúng ta nếu hiểu rõ về nó sẽ tránh mất phí lưu ký trong trường hợp
không cần giao dịch trong ngắn hạn. Và cái lý do tiếp theo, lý do quan trọng hơn rất nhiều, đó là khi mà chúng ta biết được cái lượng cổ phiếu niêm yết thì chúng ta cũng biết được cái lượng cổ phiếu có thể mua bán tự do trên sàn chứng khoán, mà qua đó giúp cho các quý vị nhà đầu tư chúng ta có thể, thứ nhất đó là xem cái cổ phiếu đó có đủ số lượng để lọt vào danh mục của các tổ chức lớn, các quỹ đầu tư, danh mục VN30, danh mục VNOC hay là các quỹ ETF hay không. AJP Việt Nam thì nhắc rất nhiều đến việc là khuyến nghị quý vị và các bạn nên chú ý đến các cổ phiếu lớn của các doanh nghiệp lớn và những doanh nghiệp nằm trong rổ VN30 hay là được các quỹ ETF, các quỹ lớn để mắt đến. Vậy thì cái tiêu chí cho việc nó là gì? Xin thưa với các bạn là rất nhiều tiêu chí, tuy nhiên một tiêu chí quan trọng, một điều kiện cần đó là các cổ phiếu đó phải đủ số lượng niêm yết để lọt vào danh sách này. Vâng, vậy thì các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về các điều kiện này và có cho mình sự tìm hiểu, đánh giá về lượng cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp mà các bạn đang quan tâm đến. Nó có thể nằm trong rổ của VN30 hay không? Rổ của các quỹ ETF hay không? Một điều kiện cần đó là cần phải có lượng cổ phiếu niêm yết phù hợp và đạt tiêu chuẩn. Đó là lý do đầu tiên. Vâng, và cái việc tiếp theo của việc mà chúng ta nắm được cái lượng cổ phiếu niêm yết có thể mua bán tự do trên sàn thì chúng ta có thể làm được một việc, đó là tính toán được số lượng cổ phiếu thực sự có thể chuyển nhượng tự do. Điều này liên quan đến đâu đó là cái tính thanh khoản cũng như là cái giá trị giao dịch mua bán mà chúng ta đánh giá về một cổ phiếu. Khi chúng ta mua vào, chúng ta sẽ quan tâm đến cái khả năng bán ra. Vâng, thì đây là một điều mà chúng ta có thể tính toán được khi biết được cái lượng cổ phiếu niêm yết, nếu như ai đó là một tay to chẳng hạn. Vâng, điều này rất hết sức quan trọng. Và cái điều quan trọng nhất liên quan đến các nhà đầu tư chứng khoán đó là đưa ra các quyết định đầu tư. Thì việc nắm được các lượng cổ phiếu có thể mua bán trên sàn, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc đưa ra các quyết định đầu tư. Mới ví dụ minh họa đó là với hai cổ phiếu mà chúng ta đánh giá là có chất lượng tương đồng, với các yếu tố cơ bản giống nhau, với các giá trị nội tại của doanh nghiệp cũng như là khả năng tăng trưởng trong tương lai đâu đó khá tương đồng, thì cái cổ phiếu nào mà có lượng niêm yết ít hơn, giao dịch tự do ít, thì thường là nó sẽ có khả năng tăng giá mạnh hơn. Điều này sẽ rất quan trọng nếu như các bạn đánh giá các cổ phiếu cùng ngành hoặc các cổ phiếu của các doanh nghiệp có những cái đặc điểm tương đồng với nhau, thì khi đó cái lượng cổ phiếu niêm yết nó sẽ đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá và trong việc chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Vâng, trên đây chúng ta đã cùng nhau đi vào khái niệm cổ phiếu niêm yết là gì và cái ý nghĩa của nó trong cái việc phân tích các doanh nghiệp và các đưa ra các quyết định đầu tư. Vậy thì ở kỳ tiếp theo vào 21 giờ ngày thứ 3, 23 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khái niệm cổ phiếu thứ 3 trong series này, đó là cổ phiếu quỹ. Nó là gì? Cũng như tìm hiểu mục đích và ý nghĩa sâu xa của cổ phiếu quỹ với đầu tư chứng khoán, đặc biệt dành cho những quý vị mới tham gia thị trường. Và cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong series đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu, cũng như là những khóa học đầu tư chứng khoán dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Và hãy cùng nhau tiếp tục ủng hộ AZFIN trong thời gian tới. Subscribe, comment và chia sẻ các clip của chúng tôi để lan tỏa mạnh hơn nữa những giá trị mà AZFIN Việt Nam muốn mang tới cho cộng đồng nhà đầu tư. Chào thân ái và quyết thắng!